1001 câu chuyện. Tiếp theo, xin chào các em đã quay lại với kênh 1001 câu chuyện đây. Và câu chuyện tiếp theo chị sẽ kể cho các em nghe là như thế này. Wow wow. À, đó là ở trong một cái công ty đó có một cặp bạn rất là thân với nhau. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Bề ngoài trong hai cô nàng rất là thân với nhau ha, yêu thương nhau. Có một cô thì rất là xinh đẹp nhưng bù lại rất là kênh kiệu và đánh đá xấu tính. Còn cô còn lại thì trông có vẻ đen đúa xấu xí, ăn mặc thì rất là hai lúa luôn. Đó, mà hai cô này chơi thân với nhau rất là lâu rồi. Và vào một ngày nọ: "Ê bà Na, tối nay á là sinh nhật của anh Hoa đó. Bà chuẩn bị cái gì để đi sinh nhật chưa?" "À, chưa, nhưng mà tôi định là sẽ mặc lại đồ cũ vì những bộ đồ của tôi mặc á. Tôi chỉ mới mặc một lần thôi à, mua chi cho tốn kém vậy?" "Trời, bà ơi là bà, mấy cái bộ đồ của bà hả? Lúa ơi là lúa luôn á, nghĩ sao vậy trời?" "À mà thôi, kệ, đồ của bà mà, hợp với bà chứ không hợp với tôi." "À, mà nói nghe nè, bà cho tôi mượn tiền đi, mua một cái cầm, một cái túi sách, một cái đôi giày nha." "Ủa, chứ tôi thấy bà đã mua quá trời đồ rồi còn gì nữa. Rồi bà tính mua nữa rồi tiền đâu, tháng này bà đóng tiền nhà." "Trời ơi, có gì đâu, thì bà cho tôi mượn thêm một tháng nữa đi, bà đóng giùm tôi một tháng nữa đi. Tháng sau thì tôi sẽ xài tiết kiệm lại, bớt mua sắm quần áo lại rồi tôi sẽ trả cho bà mà." "Hình như là tháng nào á, bà cũng nói vậy hết trơn, nhưng mà không có tháng nào bà trả tôi hết á." "Ủa, vậy chốt lại là có cho tôi mượn hay không đây?" "Ờ, nhưng mà không có nhâm nhị gì hết trơn á." "Thôi, chốt vậy nha. Đó, cho tôi mượn tiền, tôi mua thêm đôi giày nữa là đúng một bộ luôn." "Ủa, Na với Mai, hai em còn chưa về sao? À, mà tối nay hai em nhớ đến đúng giờ nha không?" "Dạ, em biết rồi mà, sinh nhật của anh Khoa thì em phải chuẩn bị một bộ đồ lộng lẫy vô cùng luôn. Tối nay em sẽ là người xinh đẹp nhất, như vậy mới xứng với anh chứ đúng không nè?" "À, còn Na, em thì chuẩn bị gì cho buổi tiệc tối nay vậy?" "Trời ơi, anh hỏi nó làm cái gì, con Na bạn em đó giờ nó có biết gì về thời trang đâu, ăn mặc quê mùa lắm." "Anh muốn thấy Na thay đổi phong cách vào trong buổi tiệc của anh. Anh sẽ đợi cái ngày mà Na thay đổi một chút xíu phong cách vì anh." "Dạ, dạ. Thôi được rồi, anh đi trước đây. Hai đứa coi về đi, cũng muộn lắm rồi đó. Chuẩn bị cho tối đến không có được muộn đó nha chưa. Thôi, anh đi đây." "Ê, mày thích anh Khoa có đúng không?" Không có." "Đừng có giấu tôi, nói đi, tôi luyện thân của bà, có gì tôi sẽ giúp bà." "Bà giúp được hả? Thiệt không?" "Trời, tin tôi đi, tôi nói thiệt mà." Thì tôi có thích, nhưng mà tôi xấu xí như thế này thì làm sao mà xứng với anh Khoa được cơ chứ. Thì bởi như vậy tôi mới giúp bà nè." Và thế là cô bạn xấu tính đã bày mưu kế để chơi cô bạn thân của mình đây mà. Và cô ấy nói trong buổi tiệc ai cũng sẽ hóa trang mặt mày xấu xí, cho nên cô đã tự trang điểm cho cô bạn của mình thật là xấu xí luôn. Bình thường cô bạn của mình đã xấu xí rồi mà bây giờ hả, ả ta còn trang điểm cho xấu xí hơn nữa. "Ơ, như vậy có ổn không? Sao tôi thấy nó kỳ kỳ sao á?" "Mắc cười thiệt." "À mà không có. À, thì có gì đâu. Tôi nói thiệt mà, tôi nghe mấy người làm chung nói á là đêm nay ai cũng hóa trang vậy hết trơn á. Bà cứ làm theo tôi đi. Đó, thì tất nhiên anh Khoa sẽ để ý đến bà mà." "Ủa vậy còn bà, sao bà không hóa trang đi?" "Tôi đâu có thích ông Khoa đâu, cho nên tôi không cần phải làm gì gây sự chú ý hết trơn á. Bây giờ tôi thay đồ, có gì xíu nữa qua tiệc rồi tôi hóa trang luôn lần. Mà thôi, tôi đi thay đồ đây, bà đợi xíu." Tên tên xong rồi, bà thấy tôi có xinh không?" Thì bà lúc nào mà chả xinh. Mà thôi, tụi mình đi đi." "Rồi, ok. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha anh Khoa yêu dấu. Happy birthday." "Ủa, Na đâu rồi em?" "À, sinh nhật anh á, Na muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Na, vô đây nào." "Dạ, chúc anh sinh nhật vui vẻ." "Trời, người heo quỷ vậy? Sao mà xấu quá vậy nè? Trời, đi ăn sinh nhật người ta mà trang điểm cái kiểu gì vậy? Đâu phải là ngày lễ Halloween đâu trời." "Ủa, Mai, sao bà nói với tôi là bữa tiệc này ai cũng hóa trang như vậy mà?" "Ủa, tôi nói với bà vậy khi nào? Bà khùng quá à, bà nghe lộn rồi đó." "Thôi thôi, đi về đi, xấu xí quá à. Đi sinh nhật người ta kìa, mà ăn mặc như vậy đó chẳng ra cái gì hết. Đi về đi." "Ơ, anh Khoa, thôi, em xin lỗi, em đi về trước đây ạ." "Na, Na, goodbye baby." Cô nghĩ cô là ai mà cũng đến dự cái buổi tiệc này chứ. Và thế là cô vừa đi vừa khóc. Và cô chợt nghĩ ra, không được. Tại vì hả, cô bạn của mình đã sống quá lợi dụng mình, chưa làm điều gì tốt cho mình hết, mà bây giờ còn hại mình nữa. Cho nên cô quyết định thay đổi, trở nên xinh đẹp và quay trở lại bữa tiệc đó. Và các em hãy đón xem cô gái này trở nên xinh đẹp một cách như thế nào nè. Wow, khác hẳn luôn đúng không các em?
rất xinh đẹp, lại quyến rũ, lại có mang thêm một cái nét dịu dàng ngây thơ nữa. Thôi, bây giờ chị và các em cùng cô nàng này đi đến bữa tiệc sinh nhật đó thôi. Ủa, Na, tại sao mày lại quay trở lại? Mày không biết nhục hay sao mà cũng phải quay lại trở lại đây chứ? Tại sao tôi phải nhục? Tại sao tôi lại không được đến đây? Tôi đến đây chỉ để chúc mừng sinh nhật anh Khoa thôi mà. Anh Khoa chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Mày hả? Mày nói tao ăn xài phung phí, mày nhìn lại mày coi. Đó, cũng quần áo này nọ mà mày đặt với tao. Ừ, thà là tôi xài hoang phí cho bản thân mình còn hơn phải bỏ số tiền ra để cho cô xài. Cô nên nhớ bộ đồ của cô đang mặc, đôi giày cô đang mang là tiền của tôi đó. Mày nói cái gì? Mày nghĩ người ta tin mày sao? Tao mượn tiền khi nào? Tôi biết ngay là thế nào cô cũng lật lọng như vậy mà, cho nên tôi đã chuẩn bị hết tất cả các hóa đơn mà tôi đã thanh toán cho cô đây. Trời đất, chơi với nhau mà lợi dụng nhau như vậy đó hả? Không ngờ luôn. Nhìn đẹp đẽ như vậy mà cô chơi với tôi, chẳng qua cô chỉ lợi dụng tôi thôi, chứ cô chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Tôi không rảnh mà đứng đây đôi co với cô đâu. Tôi đây đây. Thôi được rồi, cô ta dù sao cũng đã đi về rồi. Thôi, chúng ta hãy cùng nhau dự tiệc đi. Hôm nay em rất là đẹp Na à. Dạ, em cảm ơn anh. Và thế là buổi tiệc biểu tiệc tiếp tục diễn ra một cách vui vẻ. Wow, và cô nàng bỗng trở nên lột xác xinh đẹp. Và video đến đây cũng kết thúc rồi. Chị hẹn gặp lại các em ở video sau.